Chào mừng các bạn đã quay trở lại với LA Channel, mình là Hùng Review. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ đập hộp về một chiếc điện thoại Xiaomi cực kỳ ấn tượng. Và cũng như mức giá của nó thì 40 củ khoa anh em ạ. Đây là Xiaomi Mi Fold 2. Với chiếc điện thoại này thì có cực kỳ nhiều điểm thú vị. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ đến cho các bạn nhé. Ok, trước khi bắt đầu video thì nếu bạn nào quan tâm về Mi Fold 2 và muốn mua một chiếc điện thoại độc đáo như thế này thì có thể tham khảo ngay tại Lê Quân Mobile thông qua đường link ở phần mô tả và bình luận của video này. Đến với Lê Quân, đọc bát là FA Channel sẽ được giảm giá thêm 150.000 nhé. Thông tin chi tiết ở phần mô tả. Còn bây giờ thì vô nội dung chính của chúng ta nhé. Ok, với sản phẩm là Xiaomi Mi Fold 2 thì chắc chắn đây là một trong những sản phẩm Xiaomi có mức giá cao nhất mà anh em có thể là mua được rồi. Vì mức giá hiện tại của nó, nếu như các bạn mua tại Việt Nam thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm đâu đó khoảng tầm 38 cho là 40 triệu tùy vào nơi bán. Đó, nên là đây là một mức giá quá cao. Và mình nghĩ rằng đại đa số những người dùng cơ bản của chúng ta, những anh em là Xiaomi Mi fan thì chắc chắn là rất khó để có thể chạm đến được cái sản phẩm này. Đó, nên là trong video ngày hôm nay thì mình cũng sẽ chia sẻ cho anh em thêm nhiều cái yếu tố mà con Mi Fold 2 này có một trải nghiệm cực kỳ ngon. Về cái phần hộp ấy thì em Mi Fold 2 thì mình thấy rằng là đóng hộp cũng khá là cơ bản thôi. Xiaomi Mi Fold 2 này. Và các bạn cũng sẽ có thêm những cái thông tin ở phần mặt sau. Phiên bản mình đang có là 12256. Rồi, và đến với cái phần hộp bên trong ấy thì em Mi Fold 2 đóng hộp cũng đúng là chuẩn điện thoại xịn luôn. Đó, trên đầu thì các bạn sẽ có ở đây là cái số Seria Mi Fold VIP là service và cái thông tin của nó. Rồi, các bạn cũng sẽ có chiếc điện thoại của chúng ta ở cái phần mặt dưới, nhưng mà rất tiếc là mình đã lấy ra để review trước rồi. Và với em Mi Fold này thì các bạn sẽ có đầy đủ phụ kiện bên trong, bao gồm là một cái hộp. Ở bên trong này thì bạn sẽ có đó là một cái phần vỏ cây. Vỏ cây của Mi Fold ấy thì mình đánh giá rằng là nó rất là đẹp, hoàn thiện rất là tốt. Cái phần mặt sau, mặt giả da này, nó cho một cảm giác cầm nắm rất là ok luôn. Và đặc biệt là có thêm một cái giá để chúng ta có thể dựng điện thoại lên nữa thì rất là tiện trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng một cái sản phẩm điện thoại mà có kích thước lớn như thế này. Rồi, và ngoài cái phần ốp lưng ra thì em Mi Fold này nó sẽ không có bảo vệ môi trường như là những sản phẩm khác đâu, mà chúng ta vẫn có đầy đủ phụ kiện ở bên trong một chiếc điện thoại 40 triệu, bao gồm là một cái cáp USB này và cũng như là adapter sạc với công suất là 67W, cũng rất là ổn đúng không? Còn bây giờ thì các bạn hãy cùng mình comeback với em Mi Fold 2. Với em Mi Fold 2 này thì cái điểm khiến cho mình ấn tượng nhất đó chính là thiết kế của em Mi Fold 2. Thật sự nhá, mình đã cầm có qua rất là nhiều những chiếc điện thoại màn gập, nào là Z Flip 1, 2, 3, 4, vân vân. Nhưng mà em Mi Fold 2 nó cho mình một cảm giác mà không có một chiếc điện thoại gập nào có thể cho mình có một cảm giác tốt đến như vậy. Thứ nhất ấy, là khi mà em này gập lại thì cái thiết kế của em nó không khác gì một con điện thoại bình thường, và cái độ dày của nó cũng không dày hơn bao nhiêu so với một con điện thoại bình thường. Thế nên là cái việc mà chúng ta sử dụng nhanh ở cái phần màn hình chính ở bên ngoài, em Mi Fold 2 này là quá tuyệt vời luôn. Cảm giác cầm nắm tốt và trọng lượng cũng rất là nhẹ nhàng, không hề bị quá nặng. Đó, phần mặt trước của cái sản phẩm này thì chúng ta sẽ có một cái màn hình với kích thước đó chính là 6.55 inch, tấm nền là AMOLED và các bạn cũng sẽ có độ phân giải là Full HD Plus gần 2K. Em này thì cũng sẽ có tần số quét là 120Hz ở cái phần màn hình mặt trước luôn. Với cái mặt trước này thì các bạn thấy rằng là những cái phần viền này, đó, những cái phần cạnh dưới của nó này, cạnh trên của nó này, đó, và kể cả là cái phần camera selfie nằm ở đây thì nó không hề khác gì một chiếc điện thoại mà chúng ta thường dùng hàng ngày. Với camera selfie này thậm chí nó còn độ có phân giải rất là cao, tới tận là 20 chấm. Và ở cái phần mặt sau ấy thì em Mi Fold 2 này nó có một cái thiết kế cụm camera khiến cho mình rất là ấn tượng. Camera nó sẽ là một cái giải ngang, nhìn nó sang trọng, nhìn nó đẹp và cao cấp. Và trên camera này thì nó lại được tinh chỉnh bởi là Leica, thì cái chất lượng của nó thì mình đánh giá là quá ngon rồi. Và cái camera này thì các bạn sẽ có độ phân giải tận là 50 chấm, có telephoto 8 chấm và cũng như là có ultra wide 13 chấm, cực kỳ đầy đủ. Đương nhiên chống rung quang học, khả năng quay video 4K 60fps hay là 8K thì đều được trang bị trên em này. Tại vì căn bản đây là một chiếc điện thoại vô cùng cao cấp. Có một cái điểm mà mình không thích lắm ở con Mi Fold ấy, đó chính là về cái phần vân tay. Thì em Mi Fold có cái vân tay ở ngay cái phần cạnh hông này này. Đó, thì mình cảm giác là cái phần vân tay này nó rất là bé. Và khi mà chúng ta nhập một cái vân tay mới, tức là các bạn vào trong cái phần setting này, cài đặt này, password và vân tay, các bạn nhập một cái vân tay mới, chúng ta sẽ nhập cực kỳ lâu. Và với cái phần vân tay chỉ có một chút xíu như thế này thôi thì nó không được nhạy cho lắm, có thể là nhiều lúc chúng ta sẽ bấm nhầm. Và cái phần bản lề của em Mi Fold ấy thì đồng ý là nó mỏng, đồng ý là nó rất là cao cấp, nhưng vẫn có một cái điểm trừ mà mình cần chia sẻ với các bạn là cái phần bản lề này này, mình cảm giác hơi khó để có thể mở được cái bản lề này ra.
vì có thể là cái phần nam châm hít của cả cái mặt trước và mặt sau nó rất là chắc, nên là khi mà mình mở thì mình cần phải dùng nhiều sức hơn. Và đương nhiên các bạn sẽ không thể nào mở được bằng một tay ở trên cái sản phẩm Mic Fold 2 này rồi đó. Và khi mà mở ra thì em Mic Fold này thì lại có thêm một cái điểm trừ nữa là nó không có thể cố định được cái vị trí bản lề giống như là Galaxy Fold. Galaxy Fold các bạn có thể cố định được như này đó. Còn Mic Fold, một là chỉ mở ra, hai là đóng lại thôi, nên là có thể là cái đa dụng của nó sẽ bị hạn chế. Và với cái phần thiết kế của Mic Fold ấy thì bạn thấy rằng nó siêu mỏng các bạn ạ, và thậm chí cái độ mỏng của nó gần như là tiệm cận một trong những chiếc điện thoại mỏng nhất thế giới, chỉ khoảng tầm là 5 mấy mm thôi. Và trên này thì cũng được trang bị đầy đủ là loa kép ở phần trên và phần dưới này, rồi cổng sạc Type-C này. Cái phần cái cổng sạc Type-C các bạn thấy không, là cái cổng sạc Type-C này nó có cái độ dày gần bằng độ dày của máy rồi. Và ở phần trên thì các bạn cũng sẽ có điều khiển hồng ngoại, rồi loa thì được tinh chỉnh bởi Harman Kardon, có khe chọc SIM đầy đủ ở đây. Nói chung là với con này thì mình quá ấn tượng về cái độ mỏng của em nó. Tăng giảm âm lượng hay là phím nguồn thì mình thấy đặt ở một cái vị trí thì cũng khá là hợp lý, nói chung là ok. Còn đến với quả màn hình ở bên trong thì đây mới chính là điểm mà khiến cho mình ấn tượng nhất khi mà trải nghiệm Mic Fold 2. Với em Mic Fold 2 này có một cái màn hình tận là 8.02 inch, tức là hơn 8 inch một chút xíu, và nó dùng tấm nền là LTPO2 và nó là tấm nền OLED đó các bạn ạ, có 1 tỷ màu. Đương nhiên độ phân giải của em nó sẽ là Full HD Plus rồi. Và em này thì cũng sẽ có luôn tần số quét, đó chính là 120Hz. Nên là khi mà mình dùng ở cái màn hình ngoài, tần số quét 120 vào màn hình trong 120, nó quá là ngon luôn ấy, cực kỳ mượt, cực kỳ tuyệt vời đó. Và kể cả là cái phần màn hình trải nghiệm của cái mình ở với cái màn hình bên trong cũng rất là ngon. Thật sự nhá, cái màn hình của cái sản phẩm điện thoại đến từ nhà Xiaomi ấy, nó còn tốt hơn cả điện thoại đến từ nhà Samsung. Nhất là cái phần lằn ở ngay cái phần giữa màn hình này. Với chiếc điện thoại Mic Fold 2 này, cái phần lằn này nó ít bị nhăn hơn. Còn với con Galaxy Z Fold 3 hay Z Fold 4 khi mà mình trải nghiệm thì cái phần lằn này nó vẫn có một cái độ lằn nhiều hơn so với đến chiếc điện thoại đến nhà Samsung các bạn ạ. Và có một cái điểm mình ấn tượng nữa là khi mà chúng ta gấp lại thì con Mic Fold 2 này các bạn sẽ không có bất cứ một cái khe hở nào ở cái phần màn hình này. Thậm chí là các bạn kẹp tờ giấy vào đây và có thể nhấc được con Mic Fold 2 này lên luôn. Quá là ấn tượng đúng không các bạn? Về cái phần trải nghiệm màn hình tấu hóa cái phần màn hình gập này thì mình thấy nó không ngon bằng Samsung. Tức là khi chúng ta vào những ứng dụng như là Facebook này, rồi chúng ta vào Instagram vân vân, thì nó không được tối ưu hóa cho cái màn hình lớn, và cái giao diện của nó thì cũng giống như là một con điện thoại phóng to lên thôi. Còn nói về cái quả giao diện đa cửa sổ ấy thì con Samsung có một cái tính năng rất là hay, đó chính là cái tính năng Touch Bar ở ngay bên dưới, show ra được hết những ứng dụng mà chúng ta cần đa nhiệm. Còn với Xiaomi thì cũng có một cái tính năng gần tương tự như vậy, đó là cái tính năng màn cạnh. Và cái màn cạnh này thì các bạn chỉ việc kéo ra, các bạn có thể là ấn vào TikTok đi. Đó, các bạn chia đôi cửa sổ, một bên là TikTok, một bên là Facebook. Tuy nhiên, cái chia cửa sổ trên cái sản phẩm Mic Fold ấy thì nó hơi bị giới hạn. Tức là bên Z Fold thì các bạn có thể là chia đôi cửa sổ được thành 3 khu vực hoàn toàn tách biệt nhé. Còn bên Mic Fold ấy thì các bạn chỉ có thể chia đôi và một cái cửa sổ pop-up ở trên màn hình như thế này. Thêm một cái cửa sổ pop-up nữa thì vẫn có thể là được luôn. Tuy nhiên thì mình thấy nó sẽ không tối ưu bằng so với cái việc là chúng ta chia 3 cửa sổ giống như là cái sản phẩm Z Fold. Thì đó là một cái điểm về phần mềm mà mình thực sự là không thích lắm. Ok, còn cái việc chúng ta đồng bộ cái màn hình mặt trước và đồng bộ màn hình mặt sau ở trong con Mic Fold này thì sao? Thì mình thấy rằng là nó vẫn khá là ngon các bạn ạ. Thực sự luôn. Đây, à, bây giờ mình sẽ mở Facebook ra. Đó, và mình mở màn hình bên trong này. Đó, thì với những ứng dụng mà đã được tốt cho cái màn hình gập rồi thì không có vấn đề gì hết. Nhưng mà với một vài tựa game, nếu như các bạn đang chơi Liên Quân như thế này mà các bạn gập ra như thế này thì nó sẽ bị kéo dài cái tỷ lệ màn hình. Và ngược lại, nếu các bạn đang chơi trong màn hình nhỏ mà mở ra trong màn hình to thì nó cũng sẽ bị kéo dài tỷ lệ màn hình. Nên là mỗi lần vào trận chúng ta cần phải là khởi động lại. Thì hy vọng rằng là tương lai nhanh nhặt sản xuất game, tấu game sẽ tấu hóa cái tính năng này. Còn nói về yếu tố phần mềm ấy thì thật sự con Mic Fold này thì mình không có quá nhiều điểm ấn tượng về phần mềm. Tại vì căn bản là nó vẫn chạy hệ điều hành MIUI thôi. Và phiên bản mình đang có ở đây thì nó lại không có tiếng Việt. Chúng ta cũng có thể cài được cái phần Google Play vô cùng đơn giản, nhưng mà không có tiếng Việt cũng sẽ là một cái điểm hạn chế với những người mà chúng ta không có quen thuộc lắm sử dụng điện thoại ở thị trường Trung Quốc như thế này. Và đến với cái phần cấu hình ấy thì em này lại được trang bị hẳn con chip là Snapdragon 8 Plus Gen 1, RAM ROM rất là lớn rồi. Đó, nhưng mà với con máy này thì mình nghĩ là các bạn không nên chơi game. Tại vì căn bản khi mà mình test tựa game Genshin Impact này, mình còn chưa test game đâu. Mình chỉ mới vào bên trong game thôi.
thì nó đã nóng ran và không thể nào mà chấp nhận được cái nhiệt độ của nó rồi. Thì thật sự nếu như các bạn chơi Genshin Impact và chơi những tựa game bắn súng như kiểu là PUBG các kiểu ấy mà để đồ họa max setting, hoặc là chúng ta chơi game tựa là game nặng, thì đây đúng là một cái lò nướng luôn. Và mình nghĩ rằng là nhiệt độ cao như vậy sẽ ảnh hưởng cực kỳ lớn đến cái độ bền của những chiếc điện thoại gập như thế này. Nên là mình khuyên các bạn chúng ta không nên chơi game nặng và không để cho nó quá nóng ở trên con Mic Fold này nhá. Ok, còn nói về những trải nghiệm sử dụng mình thường dùng ở trên con Mic Fold này thì quá ngon luôn, thật sự không có vấn đề gì chúng ta cần phải chê cả. Đấy, hiệu năng này, trải nghiệm màn hình này, trời đất ơi, quá tuyệt vời. Ok, nói đến phần cam thì mình cũng có khá là nhiều thứ cần chia sẻ với các bạn. Thứ nhất là con Mic Fold này không có camera selfie ở bên trong cái màn hình lớn, mà nó chỉ có duy nhất một cái ở cái phần màn hình ngoài thôi. Nên là nếu như các bạn đang gọi điện cho bạn bè hoặc muốn gọi điện cho bạn bè qua Facebook, qua Zalo, TikTok vân vân thì chúng ta bắt buộc là cần phải gập nó lại. Đây, nếu các bạn mình bật camera trước này, nó kêu bạn là hãy làm ơn gập con điện thoại này lại và dùng cái phần camera selfie trước ở đây đi, chứ còn phần mặt sau của nó không có, thì đó cũng sẽ là một cái bất tiện. Nếu như Xiaomi thêm một camera ẩn dưới màn hình nữa thì nó sẽ tuyệt vời hơn. Nhưng mà trong cái kế hoạch kinh doanh của Xiaomi, mình nghĩ rằng là đã có cái yếu tố đó rồi. Tại vì căn bản là mình thấy một cái chấm nó gần giống như camera selfie ẩn dưới màn hình ở đây, nhưng mà có thể là chất lượng của nó không tốt nên là Xiaomi không làm đó, hoặc là có thể là một cái cảm biến gì ở đó. Đây này, đó các bạn thấy không, nó sẽ là mờ mờ nhẹ ở phần dưới này giống như là camera selfie ẩn dưới màn vậy. Còn nói đến những cái yếu tố khác về cái phần là camera chính thì con này nói về cái chất lượng chụp ảnh ấy, thì mình thấy rằng là wow, quá ngon thật sự. Đây là một con điện thoại gập mà có chất lượng chụp ảnh camera sau, rồi chụp ảnh camera trong điều kiện đủ sáng thiếu sáng các kiểu thì phải gọi là quá ổn luôn các bạn ạ. Và mình cũng đã bật luôn cái tính năng sâu cái thông tin bức ảnh cho các bạn xem. Thì đây sẽ là một vài bức ảnh mà mình đã chụp được từ Mic Fold 2. Mình nói thật các bạn luôn là cái chất màu, chất ảnh của Leica tối ưu thì phải gọi là quá tốt. Màu sắc tất cả mọi thứ mình rất là hài lòng ở trên em Mic Fold 2 này. Không có gì để chê ở cái phần camera sau cả. Có chăng là cái camera góc rộng của nó thì nó không được ok lắm, do căn bản là nó chỉ có độ phân giải 8 chấm thôi, nó không quá chi tiết. Rồi, xem qua một vài bức ảnh thì các bạn cũng có thể đánh giá được cái phần camera sau của Mic Fold rồi đúng không? Còn nói về phần camera trước ấy, thì thực sự là mình không hài lòng. Căn bản là với camera selfie trên con Mic Fold này thì mình thấy là nó hơi bệt màu. Và selfie thì có một cái lớp gì đấy giống như một cái lớp xương ở trên màn hình ấy. Cho dù là mình đã lau qua cái camera này rồi, nhưng mà cái camera selfie của nó chất lượng vẫn không thật sự quá tốt. Ok, nói đến thời lượng pin thì Mic Fold có một cái viên pin đó là 4500 mAh, không phải là quá lớn, và đặc biệt là với một con điện thoại hai màn hình như này thì nó không thực sự quá trâu. Và với chiếc máy này thì mình nghĩ rằng nó chỉ dùng được đâu đó khoảng tầm là 4 đến 5 tiếng nếu như các bạn dùng try hard và dùng nhiều. Còn nếu như các bạn sử dụng với những tác vụ bình thường thì chắc là có thể duy trì được căng lắm là 6-7 tiếng. Nhưng mà cơ may là em này thì được trang bị sạc nhanh tận là 67W, nên là chỉ mất đâu đó khoảng tầm là 40 phút thì các bạn cũng sẽ sạc đầy được cái sản phẩm này. Và mình thấy rằng là thời lượng pin như vậy với một chiếc điện thoại màn hình gập đi đầu về phần công nghệ thì cũng sẽ là khá là tốt rồi. Nhưng mà với em Mic Fold này thì nó vẫn có những cái điểm trừ. Thứ nhất là nó không ngon được bằng điện thoại Samsung vì căn bản nó không có kháng nước. Nên là với một chiếc điện thoại cao cấp tới tận là 40 củ ấy, thì mình thấy rằng là nó sẽ chưa được ngon lắm. Ok, đây là một cái video mà mình chia sẻ về Xiaomi Mic Fold 2. Và thật sự nhé, mình rất ấn tượng về em này, về cái khoản thiết kế. Thiết kế của nó phải gọi là quá đẹp luôn. Đây là chiếc điện thoại màn hình gập đẹp nhất mà mình từng trải nghiệm, từng cầm nắm, từng được sờ. Và nếu như được lựa chọn giữa Z Fold 4 và Mic Fold 2 thì chắc chắn mình sẽ lựa chọn Mic Fold vì thiết kế của nó quá ngon, trải nghiệm sử dụng thì thực sự rất tốt. Nhưng mà Xiaomi vẫn cần tối ưu hơn, làm tốt hơn ở cái phiên bản sau. Ví dụ như là cái phần bản lề, kháng nước, camera selfie ở bên trong và nhiều, rất là nhiều thứ khác nữa. Các bạn nghĩ sao về em Mic Fold 2 này với tầm giá khoảng tầm nhá 40 củ khoai? Lựa chọn Mic Fold 2 hay không? Đừng quên comment để lại cái nhận xét. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau. Bye bye anh em.